Vâng, em Việt xin gửi lời chào tới các bác nhà mình cùng quay trở lại với kênh YouTube Việt Xe Chất với hotline tư vấn là 0968228889. Ngày hôm nay thì không biết là có bác nào mong muốn làm ông chủ hay không. Vậy thì em Việt sẽ mang tới cho các bác một mẫu xe mà chỉ cần ngồi vào thôi là các bác lập tức biến thành một ông chủ đại gia lắm của nhiều tiền. Và chúng ta thử mở cánh cửa của xe này ra để xem là ông chủ sẽ sướng như thế nào, thì các anh chị có thể nhìn giúp em nhé. Vâng. Một chiếc xe khi mới các bác phải bỏ ra mức giá lên tới 6 tỷ đồng. Và chỉ cần mở cánh cửa ra thôi, các bác cũng đã cảm thấy một cái sự xa hoa lộng lẫy mà chiếc xe này nó mang lại. Một không gian nội thất có lẽ là quá rộng cho một chiếc sedan. Đó, các bác phải thấy này. Gần như là các anh chị chúng ta có thể là lăm ra được bên với hàng ghế thứ hai này. Và ông chủ sẽ được sở hữu những cái tính năng gì với chiếc xe này? Thì các bác có thể ngắm nhìn cho em. Vâng, một cái bậc tì tay trang bị cực kỳ là nhiều những phím bấm. Chúng ta có thể tăng giảm âm lượng đấy, của âm thanh này. Các bác có thể là chỉnh nhiệt độ và hướng gió điều hòa của chiếc xe này đấy. Và bốn ghế đều chỉnh điện các bác nhá. Các bác có thể lên xuống này, có thể gập lưng này, và kể cả cái tựa đầu đằng sau đấy, các bác có thể thấy này đấy, các anh chị có thể lên xuống này. Rất là xịn sò. Đó, các bác nhìn thấy chưa ạ? Hay là gập nhá. Đó. Vâng. Và đây. Vâng, hai bên các bác có thể thấy điều chỉnh cả tốc độ gió luôn. Và mở ra tiếp theo thì chúng ta có căn để đồ, nhưng các bác có thể thấy là chúng ta còn có thể chỉnh rèm. Rèm bên này chỉ bằng một nút bấm thôi. Vâng, cũng chỉ bằng một nút bấm là các bác có thể thấy. Và kể cả cái rèm đằng sau này. Đó. Vâng. Nó sẽ mang tới chúng ta một cái không gian gần như là cực kỳ riêng tư và kín đáo. Và thực sự là ngồi lên cái ghế da cao cấp xịn sò của xe này thì chắc chắn một điều là các bác không bao giờ muốn xuống, bởi nó quá êm, quá mềm mại. Vâng, cực kỳ đẳng cấp luôn các chị ạ. Đó, và gió điều hòa thì sao? Đây, con này nó không chỉ có một cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai đằng sau này, mà các bác thấy này, ở bên cạnh cũng có, trên trần này nó cũng có luôn nhá. Đấy, và loa âm thanh thì đây. Đấy, trên trần đầu các bác cũng có luôn này. Đèn khắp mọi nơi. Đấy, có cả cái để cho các anh chị chúng ta soi gương này. Đó, vâng, mở ra cái đèn tự động mở sáng các chị nhá. Nó xịn sò đẳng cấp như vậy. Vâng. Thực sự đúng là phong độ là nhất thời và đẳng cấp nó là mãi mãi. Và đây các chị thể thấy là đây. Đấy, ghế cũng có thể là nhớ ghế nhá. Vâng, và toàn bộ táp ly của chiếc xe này đều được ốp những chi tiết bằng vân gỗ và da. Da thêu chỉ và da zin nguyên bản của nó. Và hơn nữa thì chiếc xe này còn được trang bị hệ thống âm thanh lên tới 17 loa McLavision, cho chất lượng âm thanh cực kỳ đẳng cấp và nghe phải nói quá hay. Nhưng mà trên YouTube thì em không thể mở được cho các bác tham khảo. Đó, và các bác có thể ngắm nhìn trước đi. Trước khi mà chúng ta đi toàn cảnh và khám phá đây là chiếc xe gì. Vâng, một chiếc xe thực sự là khiến người khác phải ngưỡng mộ. Và đây. Vâng, chúng ta hãy cùng nhìn ngắm chiếc xe này. Một chiếc sedan hạng sang cỡ lớn của thương hiệu Lexus đến từ Nhật Bản. Vâng, một chiếc sedan đầu bảng, gần như là hội tụ mọi tinh hoa của Lexus trên chiếc sedan này. Vậy thì trước các bác, đây là một chiếc Lexus LS460 bản L, chiều trục cơ sở kéo dài, sản xuất năm 2007, đăng ký lăn bánh lần đầu năm 2009. Xe được trang bị động cơ V8 4.6 lít siêu khủng. Và tất cả tình trạng chiếc xe em Việt bao zin nguyên bản cho các bác từ A đến Z. Một chiếc xe mà khẳng định luôn là có thể cạnh tranh trực tiếp với những cái đối thủ đến từ các thương hiệu của Đức, như là Mercedes hay là BMW 7 Series hay là Audi A8. Và con này phải nói là đẳng cấp. Nhưng quan trọng nhất cái dòng Lexus này thì các bác thấy đó chính là cái độ bền bỉ. Nó không giống những với dòng xe sang kia là chi phí vận hành sửa chữa thay thế linh kiện đắt, thì riêng với Lexus nó là một cái sản phẩm được phát triển bởi Toyota nên luôn được mang tới những giá trị cốt lõi như là độ bền bỉ cũng như là cái khả năng vận hành và chất lượng, phải nó gọi là hoàn hảo, đặc trưng của người Nhật. Và chúng ta đi ngay rơi vào phần đầu xe này. Đấy, và một chiếc sedan thôi nhưng mà chúng ta đứng cạnh cảm giác khá là nhỏ bé, bởi cái thiết kế của chiếc xe này nhìn rất là bệ vệ và đẳng cấp. Đó, lắp capo kéo dài hơi nhô lên, và đặc biệt hệ thống đèn của chiếc xe to bản, nó được trang bị tới 2 bóng đèn bi Victor và có thể thích ứng theo góc lái, có rửa đèn pha, cảm biến cảnh báo va chạm thì đương nhiên là 4 vòng quanh xe rồi. Mặt ca lăng với những thanh lẹp chrome, điểm nhấn của Lexus và logo thương hiệu ở chính giữa. Xe này thì vừa mới đăng kiểm xong các bác nhá. Đấy, nên là cái chúng ta mua về là chỉ việc đi ngay thôi, và chủ cũng vừa mới bảo dưỡng xong. Đấy, la răng là nhiều nan, 4 phanh đĩa,
Đấy, và một cái màu đen và một màu quyền lực, và toàn bộ các chi tiết viền chân kính đều được ốp những chi tiết chrome. Đấy, và phần thân xe cũng có một thanh nẹp ở chrome ở phía dưới tạo cái điểm nhấn cho chiếc Lexus này. Và phải nói là đây là một cái thiết kế mà không bao giờ bị lỗi thời theo thời gian. Vâng, chúng ta càng nhìn càng thấy nó đẳng cấp và nó đẹp, đúng không ạ? Đó, và một chiếc sedan vâng full size. Con này thì vâng, các bác thấy là Camry phải gọi tuổi tí rồi, đúng không ạ? Vâng, đây là bố của Camry thì đúng hơn. Và các bác đi về phần đuôi sau thì nổi bật đó chính là cụm đèn hậu, thiết kế cũng rất to và được trang bị toàn bộ là full LED. Các bác nhìn này. Đấy, đây là bản L nhá các chị nhá. Bản này là bản trục cơ sở kéo dài chứ không phải là cái bản bình thường đâu. Và có hai bản, một bản LS460 thường và bản L là bản trục cơ sở kéo dài. Đấy, cảm biến cảnh báo va chạm, bô kép thể thao. Đấy, xe đã mang biển 89 Hưng Yên. Vâng, bác nào mà chúng ta muốn sang tên thì bên em sẽ hỗ trợ rút hồ sơ để cho các bác vào tên chính chủ trong vòng một lốt nha. Và chất lượng của nó thực sự là hoàn hảo. Vâng, Lexus đúng là hoàn hảo các bạn. Vâng, phải nói là như vậy. Và hiếm một cái mẫu xe hạng sang nào mà đời này mà còn giữ được chất lượng như xe này. Đó, phải nói khẳng định như vậy. Vâng, vậy thì tiếp tục để có thể khám phá chi tiết chất lượng xe, chúng ta hãy khám phá một cái vị trí dành cho người lái, nhưng đó là vị trí chỉ dành cho người làm thuê thôi, đúng không ạ? Vâng, vậy thì tiếp tục xin mời các anh chúng ta kiểm tra tới phần lái của xe này. Vâng, hàng ghế đầu thì không phải dành cho ông chủ, nhưng các bác cũng có thể thấy cái sự xa hoa mà chiếc Lexus này nó mang lại cho chúng ta. Toàn bộ ghế phía vẫn là ghế da cao cấp và xịn sò zin nguyên bản. Các bác có thể thấy là cái ghế này thì ngồi cực kỳ mềm và êm, và chúng ta sờ vào thì cảm giác rất là mềm mịn giống như là da em bé vậy. Đó, và đây từ cái vô lăng các bác nhá. Đấy, toàn bộ được ốp gỗ này, và các chi tiết những phím bấm theo thời gian thì các bác có thể thấy là nó mới đến mức độ nhà. Con này thì mới chạy chuẩn là 78 vạn dặm đây các bác nhìn này. Đấy, rất ít, nó quy ra chỉ rơi vào khoảng 12 vạn km thôi. Và các anh chị thấy là gương kính chỉnh điện, kính auto này, sưởi vô lăng này, cảm biến cảnh báo va chạm này, đây là cái tính năng mà chúng ta có thể thấy là điều chỉnh cấp chiếu sáng nhá. Và vô lăng của xe này chỉnh điện bằng chỉnh điện bốn hướng. Đấy, và tất cả hoạt động các chân tru bình thường, đèn auto. Đấy, có vâng đèn auto rồi nhá, có cửa nắp, trần là trần da lộn các bác này. Đấy, và theo thời gian các bác thấy nó mới chưa? Vâng, quá đẳng cấp. Vâng, gương chiếu hậu chống chói. Đấy, và bản tapi cánh cửa này chúng ta sẽ có da gỗ. Vâng, và nhớ ba vị trí ghế cho dành cho người lái, tay nắm cửa mạ chrome. Tất cả kính đều là kính auto nhá. Vâng, và các bác có thể thấy cái độ mới của chiếc xe này. Đương nhiên là chủ nhân cũ người ta bỏ ra mức giá lên tới 6 tỷ đồng thì họ chăm xe như chăm con rồi. Đấy, nên là các bác có thể thấy là chất lượng dòng xe như này thì thực sự rất là hoàn hảo. Và toàn bộ khu vực cần số của xe này thì đều được ốp gỗ này. Đấy, và các bác có thể thấy là hệ thống loa âm thanh của nó là Mac Levison. Được chưa ạ? 6 đĩa nhá. Con này được trang bị 6 đĩa. Vâng, chủ nhân cũ lên các bác một cái màn hình Android tích hợp cam 360 độ vòng quay xe rồi. Đó. Và đây. Đấy, với hàng ghế trước các bác chúng ta vẫn có sưởi và làm mát ghế này. Đấy, và chúng ta thì chỉnh lên xuống của cái ghế phụ này, làm mát này, rèm này. Đấy, rất ok. Đấy, và đây là một cái hộp để đồ khá là rộng. Da, chất liệu da của nó. Và đây các bác có thể thấy là đấy, vâng, tăng cái thể tích và rộng rãi cho ông chủ. Vâng, nó cũng quá đẹp và đẳng cấp. Cửa nắp bản full nhá, con này bản full cao cấp nhất rồi. Đấy, không thiếu tính năng gì luôn. Vâng, nó xịn mà nó đẳng cấp như này. Đó, vâng, và bây giờ chúng ta bỏ ra có giá chỉ ngang cả con Altis thôi để có thể sở hữu chiếc xe này. Còn về độ đẹp, độ nguyên bản thì các bác nhìn cho em từng cái tem, từng cái mác nhá. Đấy, vẫn vẫn còn nguyên bản đây. Đó, được chưa ạ? Quá đẹp và quá chất. Đó, và chúng ta đi sang phía bên này. Đấy, để các bác có thể thấy được cái chất lượng của chiếc xe. Đấy, bản papi cánh cửa của nó này. Gần như là không tì vết luôn các bạn. Đấy, toàn bộ ghế da cao cấp xịn sò và chỉnh điện hết. Đấy, và từng cái tem, từng cái mác các bác nhìn này. Đấy, từng cái móc khóa nguyên zin nguyên bản nhá. À, con này phải nói là không thể chịu được. Và đặc biệt là em đang để nổ máy từ nãy giờ, nhưng mà đứng bên cạnh các bác cảm thấy là không nghe tiếng gì. Và nhất là khi chúng ta đóng cánh cửa vào thì kể cả những cái tiếng ồn ở ngoài cũng không bao giờ có thể vọng được vào bên trong. Thực sự là chiếc xe này nó mang tới chúng ta một cái khả năng cách âm gần như là tuyệt đối, phải nói như vậy. Và mà thì để tiếp tục đánh giá chất lượng chiếc xe thì ngay bây giờ xin mời các bác chúng ta có thể cùng em kiểm tra tới phần động cơ của chiếc xe này, xem hiện trạng của nó ra sao. Vâng, vậy thì đây là khối động cơ V8 4.6 lít. Và em Việt đang để nổ máy nhưng các bác có thể thấy là chiếc xe này gần như không một tiếng động. Đây em để gần này. Đấy, để các bác có thể nghe. Và gần như là chúng ta thấy nó tách 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 thôi. Và đây, khoang máy rất là kín. Đấy, nhưng mà tất cả từng cái tem mác các bác thấy là nguyên zin nguyên bản nhá. Cabo này. Đấy, vâng, tất cả tem mác nguyên zin nguyên bản. Toàn tập cho các anh chị từ A đến Z. Và con này thì nói về độ đẹp thì chắc là hiếm có khó tìm hiện nay. Vâng, thực sự là xuất sắc luôn các bạn. Vâng, thực sự là xuất sắc luôn. Vâng, vậy thì ngày hôm nay với một chiếc sedan hạng sang
còn nguyên zin nguyên bản và còn đẹp và chất như này. Thì mức giá mà các bác bỏ ra để sở hữu em nó chỉ còn ngang với cả một chiếc Toyota Altis thôi, 850 triệu tôi ký với chị nhá. Vậy thì quý anh chị nào yêu mến và quan tâm thì các bác trực tiếp nhấc máy lên và alo cho em Việt theo hotline 0968 22 889 hoặc đến với địa chỉ của kênh YouTube Việt Xế Chất ở số 175 đường An Định, thành phố Hải Dương để lái thử và cảm nhận chất lượng chiếc xe. Một lần nữa thì cảm ơn các bác đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay của bên em. Chúc anh chị chúng ta một ngày mới thật vui vẻ. Và hãy cùng ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới về tại kênh YouTube Việt Xế Chất.